Kính thưa quý vị, nữ diễn viên huyền thoại Joan Fontaine qua đời ở tuổi 96, tin từ Hollywood, California. Theo nhiều thông tin do giới truyền thông đăng tải, nữ diễn viên nổi tiếng thế giới, bà Joan Fontaine đã qua đời ở tuổi 96 vào hôm Chủ nhật vừa qua tại California. Bà Fontaine là một huyền thoại của Hollywood, người đã từng tham gia trong các bộ phim nổi tiếng như Alfred Hitchcock, như Rebecca và Suspicion, với một vai diễn để đời đã giúp cho bà đoạt được giải Oscar dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Theo tờ Hollywood Reporter đưa tin, bà Joan Fontaine đã qua đời vì tuổi già tại nhà riêng ở Carmel, California.